Xin chào anh chị em chú bác quan tâm kia đi qua tụi mình. Hôm nay giới thiệu với anh chị em chú bác mình chiếc Rovendino luôn nha. Chiếc này thì tất cả nó thì nó là màu xanh lá nhạt nhạt đây nha. Tất cả rin hết đây nha. Và bản này là bản Thụy Sĩ, thép đúc và máy vàng luôn em ha. Cực kỳ xịn cho anh em mình luôn nha. Dây rin của nó thì vẫn còn xài được. Nó hơi cũ một tí, nó có dấu vết đeo rồi nhưng mà vẫn còn xài được anh em nha. Giả sử sau này mình không thích nó hư thì mình có thể thay dây mới. Đầu này, đầu dây 20 rất là tiện nên mình thay ha. Chiếc này bán 700 ngàn mã H8 anh em nha. Size 32.5 nhân càng là 45. Chiếc này nó thiết kế rất là ôm tay anh em nha. Những màu thì xịn đó. Nó thiết kế thường cái form ôm tay như vậy anh em ha. Đẹp. Hai kim cọc nó vừa phối học trò với la mã rất là hay luôn anh em ha. Nó mít rất là hay luôn. Thép đúc máy vàng anh em nha. Ok, chiếc H8 này bán 700 ngàn rin cái khóa cũng RD là Rovendino này anh em ha. Ok, cảm ơn anh em mình rất nhiều nha. Hẹn anh chị em mình ở các clip tiếp theo nha. Kính thì chắc là cũng có xước nhưng mà xước ít, không không thấy với xước đâu anh em ha. Em chào cả nhà nha.